Trước hết xin cảm ơn cha quản hạt với những lời chúc mừng. Cũng xin cảm ơn quý cha và cộng đoàn hiện diện đã hiệp thông tâm tình tạ ơn với tôi trong ngày hôm nay kỷ niệm 24 năm linh mục. Phải nói hôm nay là được ăn ké giáo hạt vô hốt. Bởi vì trong suốt 24 năm qua chưa có cái năm nào mà mừng lễ nó long trọng như năm nay với đông đủ cộng đoàn. Nhiều năm tôi mừng lễ một cách âm thầm. Tôi nhớ con năm lúc đó đang ở nước ngoài, hẹn đến đón đến, có người đón đến một nhà thờ, một cộng đoàn để mừng lễ. Mà tới giờ không thấy ai đón. Gọi sao rồi, sao chưa thấy người đón? Nó bảo cha đang ở đâu? Bảo tôi ở nhà. Tức là họ tưởng mình tự lái xe đến, mình thì cứ chờ người đón. Bảo thế nên sao rồi, chúng con đang mặc áo lễ rồi mà cha còn đang ở nhà. Bảo thôi thì mặc áo lễ rồi cứ dâng lễ đi. Thế là năm đó mừng kỷ niệm linh mục một mình. Rồi nhiều năm khác thì cũng âm thầm thôi, tại vì đa phần là tôi ở chủng viện hay là tòa giám mục nên không có cái bầu khí mừng giống như các gia giáo xứ đâu. Trừ mấy năm đầu làm phó ở một giáo xứ thì thánh lễ cũng đông người tham dự, nhưng mà chắc chắn không có trang trí hoa ở đầu ghế như là đám cưới như hôm nay. Rồi càng không có các cha đồng tế nữa. Vì thế cho nên nói là trong 24 năm, năm nay là năm kỷ niệm thủ phong linh mục long trọng nhất, hoành tráng nhất, mà là ăn ké giáo hạt vô hốt. Xin cảm ơn mọi người, xin hiệp thông, tiếp tục hiệp thông cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ được Chúa và Giáo hội trao phó, không chỉ là trong thánh chức linh mục mà hiện nay với thánh chức giám mục vừa được lãnh nhận với trọng trách đối với giáo phận phát diệm này. Hôm nay là chặng cuối cùng trong cái hành trình không phải kinh lý chứ chính thức mà là vi hành thì đúng hơn. Và giáo hạt vô hốt là một giáo hạt lớn trong giáo phận, rồi có nhiều cái nhu cầu, cho nên là lúc nãy cha quản hạt nói là xin quan tâm vân vân gì, tôi cũng xin hứa là tôi cũng sẽ quan tâm đến giáo hạt vô hốt nhiều nhất. Và không phải hứa suông đâu, mà cái sự quan tâm đó được thể hiện cụ thể trong cái chuyến viếng thăm này. Các hạt khác chỉ mua viếng thăm mỗi hạt một ngày thôi, mà vô hốt không chỉ hai ngày mà hai tháng. Hôm nay là cuối tháng 6 và ngày mai đầu tháng 7, cho nên là đi hai tháng mới hết hạt vô hốt. Đấy, cho nên các giáo hạt khác sẽ phân bì với lại vô hốt đấy. Cha đến chúng còn có một ngày thôi mà cha đến vô hốt tới hai tháng. Và cũng qua đây những ngày này, qua cuộc thăm viếng này để rồi thấy rõ cái nhu cầu của giáo hạt, rõ những nhu cầu của từng giáo họ. Rồi trong thời gian tới với trách nhiệm là giám mục, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để làm sao một cách nào đó đáp ứng những cái nhu cầu đó. Và nếu như lúc nãy đã chia sẻ trong qua bài giảng, nếu mà những điều mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu chính đáng của chúng ta đẹp lòng Chúa, như ý Chúa muốn, chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho. Vì thế xin tất cả quý ông bà anh chị em cùng cộng tác với các mục tử của mình, quý cha, qua những đóng góp công sức, lòng nhiệt thành và nhất là lời cầu nguyện, rồi những ước muốn, những ý nguyện của chúng ta đẹp lòng Chúa sẽ chúc lành. Một lần nữa xin cảm ơn cha quản hạt, quý cha cùng tất cả quý ông bà anh chị em, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.